Na sukatin yon tit sile na po kasambadan sile na niputin yon tit asman silang wiso tha ye. Cho chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dược giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dược giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dược giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thú lành thay, nhà con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamang gena wande hang padapang sung warutamang Buteyo halito doso buto khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang gena wande hang thamman chaduvi thang warang Tamme yo khalito do so thammo khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang gena wande hang sang khang cha du vi tho tamang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Pomatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddhai nu pawe na sada soti pawantu te pomatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thammam nu pa we na sa da so thi pho văn tu te pho tu sa pa mang ca lang ra khan tu sa pa ne wa ta sa pa sang tha hai nu pa we na sa da so thi pho văn tu te tất cả phước báo hằng có đến người cầu mong chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Soa thắc lạc hô chú vị tổ vô rô nô hô bô tát sa sa nê rô gô chú vị tổ ôi sa hạ sa bê nha chú vị sa thắc lạc tham chú vị tổ vô rô nô hô bô tát sa sa nê rô gà chú vị tổ ôi sa hạ sa bê nha chú vị tè thắc lạc tha chú vị tổ vô rô nô hô bô tát sa sa nê rô gà chú vị tổ ô thắc sa hạ sa bê nhà trị tiên cầu mong cho các thiền tín được sự lễ, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sĩ thị già chân đã ra tham xin tham ân tu xin tham ân tu xin tham ân tu y đăng phá lăng nghệ ta smin ra ta na ta ya smin sam ba sa da na chê ta so cầu xin cho quả của tâm chính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la ka mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa be pha ghi pha wan tu te
Ye tang katang su vidi tang din nang punya palang maya ye chata thana cha nan ti dewa gan toa ni ve da yung sa be lo kam hi ye sa ta chi wan ta ra ra he tu ka manun nyang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhinaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhinaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapaccha hontu anika hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti sammicchantu sukhi atanang pariharantu dukha patta jani dukha vaya patta jani vaya soka patta jani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Idang no nya tinang ho tu sukhita hon tu nya to. Idang watame punyang asa wakhayo wahang ho tu.
do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thần Mài, Nam mô Sang Khai. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo, xin thọ trì quy giới, xin hồi hướng đến chư thiên ngủ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng làm đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:28 sáng giờ Việt Nam, vẫn còn 2 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính chào chư thiện nam tín nữ, con kính lễ chư tăng quý cô tu nữ có mặt trong đạo tràng. Không biết sư có rảnh tay có mặt trước máy hay chưa, nếu có xin cho con một tín hiệu, con kính nhường bích lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, con đã thấy bàn tay của sư, sa thú lành thay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ chư tôn thần tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào Sít Mê Ta, Sít Thiên Vũ, Quân Chân Ngộ, Sít Hồng Nhật, Sít Tâm Hạnh, Sít Quảng Thanh, Quang Thanh, Sít Thanh Thủy, Sít Kim Nhung, Sít Hồng Mai, Quỳnh Phước Sang, Sít Nhật Quỳnh, Sít Tina, Sít Kim, Huỳnh Giang Nhật Hà, Sít Thi An Lạc, Sít Hoàng Thanh, Sít Hà, Sít Hạnh Kiếm, Sít Quyên Mộng và đạo hữu Châu. Alo, quý vị nghe rõ ha? Kính chúc quý vị một ngày an vui, một đêm an lạc. Một ngày ở Việt Nam là sáng sớm ha. Thầy quý vị ở bên nước ngoài thì chắc cũng chiều, rồi có vị cũng là tối nhưng mà quý vị đến với Pháp hội, đây là một điều quan hệ. Chúng ta mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào vua Phật là con một nhà, và chúng ta học những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, qua câu Phật ngôn 51, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Bụt thù ma hê si á răng ta thà gá tô lô cô tam mô sốc phá gá rô hủy chết thác vô lô cá sá sá thà chá ná đầm mất vô quý đồ quần đà má hành trần ná ra phù chá này giác cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tu thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tiêu đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ vi giá tá sá sát tu nô lô cà nó mình thác sá vi nà ca rô cô sáp và nhu bất thóc bá thí phù chí sành nhá tô hoàn đà mó hành tầng đá ra phù. Trên này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vạt màn vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đảng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số gá tá sá sà quốc hồ sít khà số cà mô quá lá thầm má sít khá cô niền đà bá sân xà lý á nà đá rô quá rô hoàn đà má hành tầng đá rau cù. Cái này giác cần
Tăng bảo thân văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thân tịnh ly trần, xa lìa thế pháp, hàm nhân ai bì. Con xin là lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Tất cả nó tây giá tề chê, nó sẽ khà mê ê tú quá. Thánh năng tá xà bí à, nú phà về, nó sẽ hạ xà dê. Nó sẽ chặt tú, cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tăng dân ơn đức tâm bảo đã xong, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 51. Gia thà vi ru chi rằng bút phần, gia thà vi ru chi rằng bút phần, gia thà vi ru chi rằng bút phần. Câu số 2. Hoành na hoành tăng a gần tha cần, hoành na hoành tăng a gần tha cần, hoành na hoành tăng a gần tha cần. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Dạ thà bi ru chi rằng bút phần, hoành na hoành tăng a gần tha cần. Dạ thà bi ru chi rằng bút phần, hoành na hoành tăng a gần tha cần. Dạ thà bi ru chi rằng bút phần, hoành na hoành tăng a gần tha cần. Câu 3, câu 4. Ê văn su pha si ta hoa cha, Ê văn su pha si ta hoa cha, Ê văn su pha si ta hoa cha. Và câu cuối cùng. A pha la hồ ti a cúp ba tô, A pha la hồ ti a cúp ba tô, A phát là hồ trí ác cúc ba tô. Ê quăng xúc phà si ta hoa cha, A phát là hồ trí ác cúc ba tô. Ê quăng xúc phà si ta hoa cha, A phát là hồ trí ác cúc ba tô. Ê quăng xúc phà si ta hoa cha, A phát là hồ trí ác cúc ba tô. Bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 51 qua dụng kinh trường âm và đoạn âm. Thì ở đây có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất: Gia thà phi ru chi rằng bút phần, hoành na hoành tăng á gần tha cần. Ê quần su pha si ta hoa cha, A pha ra hồ chi a cúc ba tôn. Gia thà vi ru chi rằng bút phần, hoành na hoành tăng a gần tha cần. Ê quần su pha si ta hoa cha, A pha ra hồ chi a cúc ba tôn. Gia thà vi ru chi rằng bút phần, hoành na hoành tăng a gần tha cần. Ê quần su pha si ta hoa cha, A pha la hồ thi a cúc ba tô. Như vậy thì cái đọc thứ nhất chúng ta chia ra làm hai, bởi vì cuối câu số hai nó là trường âm. Thì cái đọc này tương đối dễ ha. Quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha. Rồi, cái đọc thứ hai. Chào, bữa nay cho ăn trái cây nhiều quá vậy không biết nữa. Có một ly cà phê mà trái cây quá xa. Rồi, bây giờ cái đọc thứ hai. Gia thà bi ru chi rằng bút phần, hoành na hoành tăng a gần tha cần. Ê quăng su pha si ta hoa cha, A pha la hồ thi a cúc ba tô. Gia thà bi ru chi rằng bút
phần quanh na quanh tăng á gành tha cần e quan su pa si ta wa cha a pha la hồ chi a cúc ba tô ya tha bi ru chi lăng bút phần quanh na quanh tăng á gành tha cần e quan su pa si ta wa cha a pha la hồ chi a cúc ba tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Đó là dân kinh ha, trường âm đoạn âm. Chúng ta phải phân biệt. Nhưng mà qua dòng kệ thì đã khác với dòng kinh. Trong cái dòng kệ này có câu 8 từ, có câu tới 9 từ ha. Thì bây giờ chúng ta cũng phải uyển chuyển đọc sao mà quý vị cảm thấy rằng quý vị đọc hay là được ha. Cái này không có đã gọi là kệ thì không nằm trong một cái phương pháp nào hết ha. Không nằm trong một phương pháp nào hết mà quý vị đọc tự do. Ví dụ giả tha bi ru chi răng bùm phần quanh na quanh tăng a gan tha cần e quan su pha si ta wa chan a pha la hô ti a cum ba tô. Dạ tha bi ru chi răng bùm phần quanh na quanh tăng a gan tha cần e quan su pha si ta wa chan a pha la hô ti a cum ba tô. Dạ tha bi ru chi răng bùm phần quanh na quanh tăng a gan tha cần e quan su pha si ta wa chan a pha la ho ti a cum ba tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Rồi sa thủ Sích Mít Ta Sích Kim. Rồi xin mời Sích Hà Sích Kim Nhung nữa, bốn vị sa thủ xin mời ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mài, Nam mô Sang Khai. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 51. Dạ thà bi ru chi rằng bốc phần hoành na hoành tăng a gan tha cần ê quang su pha si ta wa cha a pha la ho ti a cúc ba tô. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường. Bí, rú, chí là ba đoạn âm. Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Búp trường âm nhấn. Phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quanh trường âm nhấn. Ná đoạn âm. Quanh trường âm nhấn. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm. Ganh trường âm nhấn. Thá đoạn âm. Căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá thà bi ru chi rằng búp phần hoành na hoành tăng á gành thá căng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê trường âm thông thường. Quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú đoạn âm. Pha trường âm thông thường. Xí đoạn âm. Ta, qua, cha là ba trường âm thông thường. Á, phá hai đoạn âm. La, hô hai trường âm thông thường. Tí đoạn âm. Á đoạn âm. Cúp
trường âm nhấn, bá đoạn âm và tô trường âm thông thường. Ê quang su pha si ta hoa cha a pha la hồ tí a cúp bá tô. Và con xin đọc lại hết bài. Gia thà bi ru chi rằng búp phần hoành á hoành tăng á gành thá căng. Ê quang su pha si ta hoa cha a pha la hồ tí a cúp bá tô. Gia thà bi ru chi rằng búp phần hoành á hoành tăng á gành thá căng. Ê quang su pha si ta hoa cha a pha la hồ tí a cúp bá tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương. Cũng vậy, lời khéo nói không làm không kết quả. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ tha bi ru chỉ răng búp phần quanh na quanh tăng a gành tha càng. Ê quang su pha si ta hoa cha a pha la hô ti a cúp ba tô. Con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỷ Đức cùng những quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 51 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, hơi 5 người cho tín hiệu nghe rõ, tức là âm thanh được tốt ha. Con xin bắt đầu trả bài kinh Pháp Cú số 51. Giá thà phi ru chi rằng búp bằng hoành ná hoành tăng á gần thác khăn ê hoàng su bà si tà hoà chà á pha là hồ tia cúc bá tô. Trời ơi, Hoàng Thanh không có nghe rõ hả? Không có nghe hả? Quý vị có nghe tôi rõ không quý vị? Đã, đã, vậy đừng truyền cái Quang Thanh có vấn đề nha. Coi lại đi nha. Rồi, tiếp tục trả bài đọc lại nha. Cảm ơn quý vị đã nghe âm thanh rõ nha. Giá thà phi ru chi rằng búp bằng hoành ná hoành tăng á gần thác khăn ê hoàng su bà si tà hoà chà á pha là hồ ti á khúc bá tô. Trời, bữa nay tôi lên chị hai rồi nha sư. Sư con lên được chức chị hai rồi đó sư. Nghe rõ chị hai. Ui, trời ơi, cảm ơn nghe. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2 à. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường, bí rú chí ba đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, búp trường âm nhắn, phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phân tích câu số 2, quanh trường âm nhắn, ná đoạn âm, quanh trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, ganh trường âm nhắn, thá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Giá thà phi ru chi rằng búp bằng hoành ná hoành tầng á gần thá khăn ê hoàng su bà si tà hoà chà á pha là hồ ti á khúc bá tô. Phân tích câu số 3, ê, con về không phải, ê là trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, pha trường âm thông thường, xí đoạn âm, ta, hoa, cha, ba trường âm thông thường. Phân tích câu cúng cùi hay câu cuối cùng, á, phá, hai đoạn âm, la, hồ, hai trường âm thông thường, tí, á, hai đoạn âm, khúc, trường âm nhắn, bá, đoạn âm, tô, trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài ca kệ và dịch tiếng Việt Nam. Ê quang su bà si tà hoà chà á pha là hồ tía khúc bá tô.
Dạ thà bi ru chi rằng bốc phàng hoành na hoành tăng á gần tha khăn e hoàng su bà si tà hòa cha á pha la hồ tia khúc ba tô. Dạ thà bi ru chi rằng bốc phàng hoành na hoành tăng á gần tha khăn e hoàng su bà si tà hòa cha á pha la hồ tia khúc ba tô. Ra thà pi ru chi rằng phúc phăng hoành na hoành tăng a gần tha khăn e hoàng su bà si tà hòa cha a pa la hồ tia khúc ba tô. Ya tha pi ru chi rằng phúc phăng hoành na hoành tăng a gần tha khăn e hoàng su bà si tà hòa cha a la hồ tia khúc ba tô. Ya tha pi ru chi rằng phúc phăng Wan na wan tang a gang tha khang e wang su ba si ta wa cha a pa la ho tia khúc pa to. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Để coi nha. Thì cho bông hoa chỉ có một em, hai em, chỉ có hai người là vỗ tay vỗ chân thôi nha nha, mấy người kia không có vỗ tay vỗ chân nhỉ. À, thêm một người nữa đó, ba người vỗ tay vỗ chân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cho bông hoa cũng như vỗ tay vỗ chân. Không thấy sư cho gì hết trơn, xì đi uống tôi tặng cà, tôi cúng dường cà phê tùm lum tùm la hết rồi, trái cây nhiều nữa. Sư thấy sư phê quá rồi, sư lo mắc bận yêu nước rồi. Dạ xin cảm ơn quý vị, tôi có gì sai xin quý vị chỉ nha. Dạ không có thì không thấy sư nói gì trơn, chắc không có chuyện chắc chắc rồi ha. Thôi mời quý vị kế tiếp, hình như cô Hà phải không, cô Hà là tới cô Kim Nhung. Dạ xin mời quý vị kế tiếp nha, chúc quý vị luôn may mắn vui vẻ, chúc quý vị luôn ăn vui. Bye. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Thầy, dạ con kính lễ lạy Chư Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng, và con xin trả bài cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con. Dạ, con xin đọc bài câu pháp cú 51. Yatha biru chi rằng bút phần hoàn na hoàn tăng a gần tha cần e hoàng su tha si ta hòa cha a pha la hồ ti a cúc ba tô. Yatha biru chi rằng bút phần hoàn na hoàn tăng a gần tha cần e vang su pha si ta wa cha a pha la ho ti a cúc pa to. Giác trường giác đoạn âm tha trường âm thông thường lý rú trí ba đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm túc trường âm nhấn phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm ngoan trường âm nhấn ná đoạn âm ngoan trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm á đoạn âm gan trường âm nhấn thá đoạn âm căng trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Dắt thà bi ru chi rằng phần hoàn na hoàn tăng a gần tha cần e hoàng su phà si tà hòa cha a pha là hồ tí a cúp ba tô. E trường âm thông thường quan trường âm đặt theo giọng nguyên âm sú đoạn âm ba trường âm thông thường xí đoạn âm ba qua cha ba trường âm thông thường áp trường âm áp đoạn âm phá áp phá hai đoạn âm la trường âm thông la tô hai trường âm thông thường tí á hai đoạn âm cúc trường âm nhấn bá đoạn âm tô trường âm đọc chốt tô trường âm thông thường e quan su pha si ta wa cha a pha la hồ ti a cúc ba tô. Yat tha bi ru chi rằng bút phần hoàn na hoàn tăng a gan tha cần
ê tăng su phà si tà hòa cha a pha là hồ tí a cúc ba tổ. Như hoa, như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cội lời khéo nói, không làm không kết quả. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin kể. Yat tha bi gu chư răng bụt phần, hòa nan quan tâm a gan tha cần. Ê văn su phá sư ta hòa cha, a pha la hô thì cúc ba tổ. Dạ, con đã trả bài xong, con có sai xin nhờ bài trọng chứng sự. Dạ, con xin chào mất lại cho bài kết thúc. Alo, 123, 123. Xích Hà, có một từ hơi kéo dài, đó là đoạn âm. Quý vị thấy Xích Hà trong cái từ nào? Alo, một đoạn âm mà bị kéo dài thì nó thành giống như một trường âm. Xích Hà chú ý ha. Chỗ nào đoạn âm thì chúng ta đọc nhanh, chỗ nào trường âm thì chúng ta kéo dài. Câu cuối cùng, Apala Hồ Tí A Cúc Ba Tổ, Apala Hồ Tí A Cúc Ba Tổ, thì chữ tí này không nên kéo dài. Tí A Cúc, Tí A Cúc, nhớ ha, nó là đoạn âm thì chúng ta phải đọc nhanh. Apala Hồ Tí A Cúc Ba Tổ, chứ không có gì tí này kéo dài. Thì đây là một cái, một điểm mà để Xích Hà tạo ra, coi chúng ta có chú ý hay không. Thì mong quý vị đừng nên làm như vậy. Thế rồi khi mà đọc cái chỗ này, người ta nghĩ chữ tí này tại sao nó là trường âm mà phải kéo dài. A pha là hồ tí a cúc ba tổ, tí a cúc ba tổ ha, chứ đi tí không kéo dài ha. Rồi mời Sĩ Kim Nhung. Dạ alo, alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 51 ạ. Ya tha bi ru chi rằng bu phang quan na quan tăng a gan tha căng e quang su pha si ta wa cha a pha la ho ti a co ba to. Ya tha bi ru chi rằng bu phang quan na quan tăng a gan tha căng ê quang su pha si ta wa cha a pha la ho ti a co ba tô. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói, không làm không kết quả, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí, rú, chí là ba đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, búp là trường âm nhấn, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quan là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, quan là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ya tha bi ru chi rằng bốc phăng quan na quan tăng a gan tha căng. Ê là trường âm thông thường, quan là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, ta, qua, cha là ba trường âm thông thường, á, phá là hai đoạn âm, la, hô là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, á là đoạn âm, cúc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ê quang su phà si ta wa a pha la ho ti a cúc ba tô.
Ya tha bi ru chi rằng bốc phăng hoàn na hoàn tăng a gần tha căng e hoàng su pha si ta hoa cha a pha la hồ ti a cốc bát tô. Ya tha bi ru chi rằng bốc phăng hoàn na hoàn tăng a gần tha căng e hoàng su pha si ta hoa cha ti a cốp ba tô. Ya tha bi ru chi rằng bốp phăng quan na quan tăng a gan tha căng e quang su pha si tha wa cha a pha la ho ti a cốp ba tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả, là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 51. Ya tha pi ru chi rằng phúc phang quan na quan tăng a gan tha căng e quang su pha si ta wa cha a pha la hồ ti a cu ba tô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, ví rú chí ba đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, púp trường âm nhấn, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quan trường âm nhấn, ná đoạn âm, quan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, gan trường âm nhấn, thá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha tha bi ru chi rằng phúc phăng quan na quan tăng á gan tha căng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. E trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, pha trường âm thông thường, xí đoạn âm, ta qua cha ba trường âm thông thường, á phá hai đoạn âm, la hô hai trường âm thông thường, tí á hai đoạn âm, cúp trường âm nhấn, bá đoạn âm, tô trường âm thường. Ê quang su pha si ta wa cha a pha la hô ti a cúp ba tô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 51. Ya tha bi ru chi rằng cúp phăng quan na quan tăng a gan tha căng. Ê quang su pha si ta wa cha a pha la hô ti a cúp ba tô. Ya tha pi ru chi rằng phúc phăng quan na quan thăng a gan tha căng. Ê quang su pha si ta wa cha a pha la hô ti a cúp ba tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Là con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Là con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Là con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 51. Ya tha bi ru chi rằng búc phăng quan nan
quần na quần tầng a gần tha cằng ê quần su phà si tà hòa trà a pa là hồ ti a cu cục ba tổ. Cô xin phân tích câu 1 và câu 2. Gia thà bi ru chi rằng bốc phần quần na quần tầng quần na quần tầng a gần tha cần. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí rú trí là ba đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, búc là trường âm nhấn, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quân là trường âm nhấn, ná là đàn âm, quân là trường âm đọc quân là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đàn âm, gân là trường âm nhấn, thá là đàn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xin đọc lại. Gia thà bi du chi rằng phúc búc búc phần quần na quần tầng a gần tha cần. Câu 3 và câu 4. Ê quần su phà si tà hòa trà a pha là hồ ti a cúc ba tô. Ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số là đàn âm, pha là trường âm thông thường, xí là đàn âm, ta qua cha âm thông, á phá là hai đoạn âm, la là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí á cú là tí, á là hai đoạn âm, cúc là trường âm, búc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Con xin đọc. Ê quăng su phà si tà qua trà qua trà a pha là hồ ti a cúc ba tô. Con xin đọc lại toàn bài. Gia thà bi ru chi rằng cúc phần qua quần na quần tầng a gần tha cần ê quần su phà si tà hòa trà a pha là hồ ti a cúc cút ba tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Nhà tha bi du chỉ rằng phúc phăng quần na quần tăng à gần tha căng hề gần su pha si ta qua cha à pha la hô thì a khúc ba tô. Nhà tha bi du chỉ răng phúc phăng quần na quần tăng à gắn tha căng hệ quăng su pha xì ta qua cha à pha la hô tì a cúc ba tô. Dạ con đã đọc xong và cãi xong, con có sai không ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin kính mời vị ký tiếp. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ, con xin đọc câu pháp cú số 51. Cảm ơn thiền vũ đã cho biết âm thanh rõ.
Yatha piruchi rang puk phang wan na wan tang agan tha kang e wang su pha si ta wa cha a pha la ho ti a kup ba to. Yatha piruchi rang puk phang wan na wan tang agan tha kang e wang su pha si ta wa cha a pha la ho ti a kup ba to. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yatha piruchi rang puk phang wan na wan tang agam tha kang. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, pí rú chí ba đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, puk trường âm nhấn, phang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, wan trường âm nhấn, ná đoạn âm, wan trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, gam trường âm nhấn, thá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yatha piruchi rang puk phang wan na wan tang agam tha kang. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. E wang su pha si ta wa cha pha la ho ti a kup ba to. E là trường âm thông thường, wang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su đoạn âm, pha trường âm thông thường, xí đoạn âm, ta, qua, cha, ba trường âm thông thường, á, phá, hai đoạn âm, la, hô, hai trường âm thông thường, tí, á, hai đoạn âm, khúc, trường âm nhấn, bá, đoạn âm, tô, trường âm thông thường, ê, quăng, su, pha, si, ta, qua, cha, á, pha, la, hô, tí, á, khúc, ba, tô. Con xin lọc lại câu pháp cú số 51. Yatha piruchi rang puk phang wan na wan tang agan tha kang e wan su pha si ta wa cha a pha la ho ti a kup ba to. Yatha piruchi rang puk phang wan na wan tang agan tha kang e wan su pha si ta wa cha a pha la ho ti a kup ba to. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Dạ con xin đọc kệ ạ. Ya tha pi ru chi rang pu phang wan na wan tang a gan tha kang e wang su pha si ta wa cha a pha la ho si a kum ba to. Ya tha pi ru chi rang pu phang wan na wan tang a gan tha kang e wang su pha si ta wa cha a pha la ho si a kum ba to. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho mình được biết là âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay số 51. Yatha biruji rang bút phang quanh na quanh tăng a gần thắt cần e hoàng su pha si ta wa cha a pha la ho ti a cúc bắc tô. Yatha biruji rang bút phang quanh na quanh tăng a gần thắt cần e hoàng su pha si ta wa cha a pha la ho ti a cúc bắc tô. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí, rú, chí là ba đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bức là trường âm nhấn, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2, quăng là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, quăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, căng là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Yatha biruchi rang bup phang vanh na vanh tăng a gần thắc cần. Dạ, con phân tích câu số 3 và câu số 4. E là trường âm thông thường, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sứ là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, qua cha là hai trường âm thông thường. Và câu số 4, á phá là hai đoạn âm, la trường âm thông thường, hô trường âm thông thường, tí á cú là ba đoạn âm, tí á là hai đoạn âm, cúp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ê quăng xuất pha tí ta hoa cha á phá là hô tí á cúp bá tô. Con xin đọc lại bốn câu. Gia thà bí ru chi răng bốc phần quanh na quanh tăng a gan tha căn e quang su pha si ta wa cha a pha la ho ti a cúp bát tô ya tha bi ru chi rằng cúp bức phần quanh na quanh tăng a gan tha căn e quang su pha si ta wa cha a pha la ho ti a cúp bát tô Akupato. Dạ, con xin kệ câu pháp cú số 51. Dạ thả bi ru chi răng bụp phăng quanh na quanh tăng a gần kha căng ê quang su pha si ta wa cha a pha la hô ti a cu pháp ba tô ya tha bi ru chi rằng bụp phăng quanh na quanh tăng a gần tha căng ê quang su pha si ta wa cha a pha la ho ti a cúp ba tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết hậu quả. Đó là bản dịch chuyển ngữ chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai, mong Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại dùm con. Dạ, con kính cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang vừa vào Đạo Tràng. Dạ, bây giờ, mình từ xin mời bàn tay của Quang Thanh. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Không biết hôm nay cái máy của con nói có ổn không ạ? Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 51 ạ. Cha thà pi ru chi rằng búp phẳng quanh na quanh tăng a gần tha căng ê quang su pha si ta qua cha a pha la hồ ti a cúp ba tô gia thà pi ru chi rằng búp phẳng quanh na quanh tăng a gần tha căng ê quang su pha si ta qua cha a pha la hồ ti a cúp ba tô. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Gia thà pi chu ri rằng búp phẳng quanh na quanh tăng a gần tha căng. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, pí rú chí là ba đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cúp là trường âm nhấn, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quăn là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, quăn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, găn là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại hai câu và con đọc và phân tích câu 3, câu 4 ạ. Gia thà pi ru chi rằng búp
phăng quan na quan tăng a gan tha căng e quang su pha si ta hoa cha a pha la hồ ti a cúc ba tổ. E là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, ta, qua, cha là ba trường âm thông thường. Á, phá là hai đoạn âm, la, hô là hai trường âm thông thường, tí, á là hai đoạn âm, cúc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại cả bài. Gia thà, pi ru chi răng búc. Phang quan na quan tăng a gan tha căng e quang su pha si ta hoa cha a pha la hồ ti a cúc ba tổ. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin kể. Ya tha pi ru chi rang bup phang quan na quan tăng a gan tha căng e quang su pha si ta qua cha a pha la hu ti a cúc pa tô. Dạ, con đã đọc và kệ xong, phân tích và kệ xong, con có san xin ngài và đọc cho con ở vị kế tiếp. Con kính chia lãnh đạo Pháp, con xin xuống bếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài năm pháp cú số 51. Chát thà phi rú chi răng phúc bằng hoàn nó hoàn tầng á cành thác cành e vang su pha si ta wa cha a pha la ho ti a khúc ba tu. Con phân tích câu 1 và 2. Yat tha phi ru chi rang phúc bằng wan na wan tăng a gan tha căng. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường, phí ru chi ba đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phúc trường âm nhẫn, phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quan trường âm nhẫn, đá đoạn âm, quan trường âm nhẫn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, gan trường âm nhẫn, thá đoạn âm, khăn âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat tha phi ru chi rang phúc bằng quan na quan tăng á gan tha căng. Câu 3 và 4. E quan su pha si ta wa cha á pha la hồ ti á cúc pa tô. E trường âm thông thường, quan trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuất trường âm xuống trường âm xuống đoạn âm, và trường âm thông thường, xí đoạn âm, ta qua cha ba trường âm thông thường, á đoạn âm, phá đoạn âm, la trường âm thông thường, hô trường âm thông thường, tí á hai đoạn âm, khúc trường âm nhấn, bá đoạn âm, tô trường âm thông thường, e quang su pha si ta wa cha á pha la hồ ti á cúc ba tô. Yat tha phi ru chi rang búp bằng quan na quan tăng á cành tha cành e quang su pha si ta wa cha á pha la hồ ti á cúc ba tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya tha pi ru chi rang phum pang wan na wan tang a gan tha kang e wang su pha si ta wa cha a pha la ho ti a cúc ba tu. Ya tha pi ru chi rang phum pang wan na wan tang a gan tha kang e quang su pha si ta qua cha a pha la ho ti a cúc ba tu. Dạ thưa con, cả đọc xong con kính tri ân ngài và đạo tràng có sai sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ
sư Pháp Trang, con xin kính đến lễ quý bà, quý cô tư nữ. Dạ, con xin kính chào đạo tràng, con xin được đọc tiếp câu pháp cú 51. Ya tha pi ru chi rang phup pang hoang na hoan tang a gan da kang e quan su pa si ta wa cha a pa la ho ti a kum ba to. Ya tha pi ru chi rang phup pang hoang na hoan tang a gan da kang e quan su pa si ta wa cha a pa la ho ti a kum ba to. Dạ, con xin được phân tích. Giá, đoạn âm. Tha, trường âm thông thường. Bí, rú, chí là ba đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên. Búp là trường âm nhấn. Phân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quan là trường âm nhấn. Ná là đoạn âm. Quan trường âm nhấn. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm. Găng là trường âm nhấn. Thá là đoạn âm. Căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E là trường âm thông thường. Quan là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú là đoạn âm. Pha là trường âm thông thường. Xí đoạn âm. Ta, qua, cha là ba trường âm thông thường. Á là đoạn âm. Phá đoạn âm. La, hô là hai trường âm thông thường. Tí, á là hai đoạn âm. Cúp là trường âm nhấn. Bá đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Dạ, con xin được đọc lại. Ya tha bi ru chi rang phup pang wan na wan tang a gan da kang e wan su pa si ta wa cha a pa la ho ti a kum ba to. Hoa đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân sư, kính tri ân đạo tràng, kính cảm ơn tâm thanh là phót bài. Dạ, con xin xuống mít, xin nhờ như vị kế tiếp. Thủ sa thủ kính cảm ơn sức tờ thị phúng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn thiện hữu chị Metta, Hittina, sức tờ thị phúng, ca nhật mình biết được tình hiệu. Dạ, cảm ơn hoàng thành. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, đại đức Pháp Trang, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Ồ, sa thủ văn tại chiếc lá mùa xuân. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đã hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, mời chiếc lá mùa xuân nha. Nhật Quỳnh nghe em ru nhanh, Nhật Quỳnh chạy lại. Dạ, mời chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú số 51. Yat tha vi ru chi rằng bất phần hoàn na wa na hoàn tăng a gần thác cần e hoàn su pha si ta wa cha a pha la hồ ti a cúp a tô. Yat tha vi ru chi tăng đọc vào giá tha bi ru chi rằng bức phần hoàn na hoàn tầng a gần thác càng. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường. Bí rú chí ba đoạn âm. Răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bức trường âm nhấn. Phân giọng nguyên âm. Hoàn trường âm nhấn. Ná đoạn âm. Hoàn trường âm nhấn. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm. Gan trường âm nhấn. Thá đoạn âm. Căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê con xin đọc câu 1 câu 2 nữa. Gia thà bí rú chi rằng bức phần hoành na hoành tăng á gành thác càng
Ê quang su pha si ta hoa cha A pha la hồ ti ca Hồ ti a cú cú bá tô Ê trường âm thông thường Quang trường âm đọc theo dòng nguyên âm Su đoạn âm pha trường âm thông thường Si đoạn âm ta hoa cha ba trường âm thông thường Á đoạn âm phá đoạn âm la trường âm thông thường hô trường âm thông thường tí đoạn âm á đoạn âm cúp trường âm nhấn phá đoạn âm tô trường âm thông thường ê quần su phà si tà quà cha á phá là hồ tí á cúp á tô con xin đọc lại yathà bi ru chi rằng bức phần Hoành đa hoành tầng á gần thác cằn Ê hoàng xúc phà xí tạ Hòa chà á phá là hồ tí á cực á tô Nha thà bí rút chí rằng Bức phần hoành đa hoành tầng á gần thác cằn Ê hoàng xúc phà xí tạ Hòa chà á phá là hồ tí á cực á tô Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic nữa. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ, kính chào Đạo Tràng ạ. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 51. Nghe thấy bàn tay của Giang Nhật Hà mà Giang Nhật Hà chắc bị rớt mất rồi. Gia thà bí rú chi rằng bút phần vành na vành tầng á gành thá cần ê vành su phà si tà và chà á phà là hồ tí á cốt bá tù. Gia thà bí rú chi rằng bút phần Vành ná vành tầng á gành thá cần Giá là đoạn âm Tha là trường âm thông thường Bí là đoạn búi Rú chí là ba đoạn âm Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm Búp là trường âm nhấn Phân là trường âm thông thường Trường âm đọc theo giọng nguyên âm Vành là trường âm nhấn Ná là đoạn âm Vành là trường Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm Á là đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Van là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, van là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gá là đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Ê văn su pha si ta va cha á pha là hồ tí á cô bá tô. Ê là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm,
Ta là trường, ta va cha là ba trường âm thông thường, á á là hai đoạn âm, la là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí á là hai đoạn âm, cúc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Giá thà bí rú chí rằng bút phần vành ná vành tầng á gành thá cần ê văn xú phà xí tà và chà áp phá là hồ tí ác cúc bá tồ. Giá thà bí rú chí rằng bút phần vành ná vành tầng á gành thá cần ê văn xú phà xí tà và chà áp phá là hồ tí ác cúc bá tồ. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Dạ con xin cờ. Ya tha bi ru chi rang bo phang van na van tang a gam tha kang e vang su pha si ta va cha a pha la ho ti a ko pa to. Dạ, con đã đọc và kệ phân tích xong, con xin xuống mít có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Kính cảm ơn Đạo Tràng. Xin mời vị tiếp theo ạ. Kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và Quang Thanh đã bốt bài. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, dạ con cảm ơn quý đạo hữu đã cho con biết tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú số 51 ngày hôm nay ạ. Chát Tha Bí Rú Chí Răng Búp Phần Hoành Na Hoành Tăng Á Gành Tha Căng ê quăng su pha si ta wa cha a pha la ho ti a cúp ba tô. Giá thà bi ru chi răng búp phăng hoành na hoành tăng a gành tha căng ê quăng su pha si ta wa cha a pha la ho ti a cúp ba tô. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Giá thà bi ru chi răng búp phăng hoành na hoành tăng a gành tha căng. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí, rú, chí là ba đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, oanh là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, oanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, ganh là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá thà bí rú chí rằng búp phăng hoành ná hoành tăng á gành thá căng. Và câu số 3 và câu số 4. Ê quăng su pha si ta hoa cha á phá la hồ tí á cúp bá tô. Ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, ta, qua, cha là ba trường âm thông thường, á, phá là hai đoạn âm, la, hô là hai trường âm thông thường, tí, á, cú, tí, á là hai đoạn âm, cúp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ê quăng su pha si ta hoa cha á phá la hồ tí á cúp bá tô. Dạ con xin đọc lại ạ. Chá thà bí rú chí răng búp phăng hoành ná hoành tăng á gành thà căng ê quăng su pha si ta hoa cha á phá la hồ tí á cúp bá tô. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói, không làm không kết quả. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Yatha biru chirang bup phang vanna vantang agantha kang Ewang sufa sita vacha afalahoti akumbato Yatha biru chirang bup phang vanna vantang agantha kang Ewang sufa sita vacha afalahoti akumbato. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn Quang Thanh đã post bài. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Đàm Mà Dạ, Nam mô Sằng Kha Dạ. Con xin kính lễ quý sư, quý tu nữ và các vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 51. Yat tha bi ru chi rằng búp phần phần nó vần tặng a gần tha cần. E vàng su phà si tà và cha a pha la hồ tia cúp ba tô. Giáp thà bi ru chi rằng búp phần vần na vần tăng a gần tha cần e vần su pha si ta và cha a pha la hồ tia ba tô. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giáp thà bi ru chi rằng búp phần vần na vần tăng a gần tha cần giá đoạn âm tha trường âm thông thường. Bí, rú, chí, ba đoạn âm, răng, trường âm đọc theo dòng nguyên âm, búp, trường âm nhấn, phân, trường âm đọc theo dòng nguyên âm, văn, trường âm nhấn, ná, đoạn âm, văn, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo dòng nguyên âm, á, đoạn âm, gan, trường âm nhấn, thá, đoạn âm, gan, trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Ê văn su phà si ta phà cha a pa la hồ tia cấp ba tô. Ê trường âm thông thường. Văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Su đoạn âm và trường âm thông thường. Xí đoạn âm ta phà cha ba trường âm thông thường. Á đoạn âm phá đoạn âm la hồ hai trường âm thông thường. Tí á hai đoạn âm, cúp trường âm nhấn, bá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại nguyên bài. Giáp thà bi ru chi rằng búp phần vần na vần tăng a gần tha cần ị bằng su phà si ta và cha a pa la hồ tia cúp ba tô. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Dạ con xin xuống, xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, có vị nào cầm mic không quý vị? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Sister Man, cảm ơn Minh Thanh, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, còn vị nào có thể ôm bài thì đưa bàn tay lên ạ.
Dạ, con xin sám hối. Con vừa lú mặt ra thì có việc con phải chạy. Nên bây giờ con vào, con không biết vị nào. Cảm ơn hoàn thành. Vị nào ôn bài chưa ôn bài. Rồi bây giờ thì con ôn bài đi. Dạ, nếu vị nào chưa ôn bài xin mời bàn tay. Chắc có lẽ hôm nay ngày không có giảng dương sự nên giờ này ngày chưa có xuất hiện. Dạ, con xin được đọc bài ạ. Yatha viruchi rằng bụt bằng quan na quan tăng a gan tha cặn e quan su pha si ta quả cha a tha la ho ti a cúp bát đầu. Yatha viruchi rằng bụt bằng quan na quan tăng a gan tha cặn e quan su pha si ta quả cha a tha la ho ti a cúp bát đầu. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường. Bí rú chí ba đoạn âm răng trường âm đặt theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, phân trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Quanh trường âm nhấn, ná đoạn âm quanh trường âm nhấn, tăng trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm ganh trường âm nhấn, thá đoạn âm căng trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Gia thà bi ru chi rằng bụt bằng quan na quan tăng a gan tha căng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. E trường âm thông thường, quan trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Sú đoạn âm, pha trường âm thông thường, xí đoạn âm, ta, qua, cha, ba trường âm thông thường. Á phá hai đoạn âm, la hô hai trường âm thông thường. Tí á hai đoạn âm, cúp trường âm nhấn, ba đoạn âm, tô trường âm thông thường. Ê quang sứ pha si ta. Ê quang sứ pha si ta quả cha á phá la hô tí á cúp bát tô. Gia thà bi đu chi rằng bụt bằng quan na quan tăng a gan tha căng ê quan sứ pha si ta quả cha a phá la hô tì a cúp bát tô. Như vân hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Và đây là bản kiến ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ, mến chào xích Trần Phụng vừa vào đạo tràng. Trần Phụng ơi, Trần Phụng trả bài chưa? Trần Phụng, nếu Trần Phụng có cầm mịt được thì cho Nhục Quỳnh xin một tín hiệu nha. Dạ, con phân tích và con đọc có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Con xin được kệ. Dạ thả bi ru kỳ rặng một phân quanh na quanh tăng à gánh ha căng ê quảng su pha si ta qua cha a pa la ho thì a cúp ba tô. Dạ thả bi ru kỳ rặng một phân quanh na quanh tăng à gánh ha căng ê quảng su pha si ta qua cha a pa la ho thì a cúp ba tô. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tâm đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, còn vị nào nữa không quý vị? Đạo tràng có thể cho Nhật Quỳnh biết được không? Dạ, Nhật Quỳnh xin sám hối với đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh để cái nick Nhật Quỳnh chạy không. Dạ, nên rất là sám hối. Dạ, ông Mai ơi, chị Bích Ta ơi, có thể cho Nhật Quỳnh biết còn vị nào chưa ông Mai không? Trần Phụng ông Mai chưa? Trần Phụng ơi. Dạ, không thấy tín hiệu đâu hết. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Con nghĩ là, dạ cảm ơn quan thanh. Con nghĩ là hết vị ôn bài rồi bạch ngài. Dạ, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Đồng hồ con là 5 giờ 46 phút rồi ạ. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, xin ngài xuất hiện giùm con. Alo, dạ xin ngài, dạ con kính dân bích đến ngài. Alo, 123, 123. Thấy cô tu nữ Phúc Hạnh đưa tay, có phải không ạ? Quý vị có thấy không? Alo, có thấy bàn tay của cô tu nữ Phúc Hạnh không? 123, 123. Không hả? Ở sao cái máy này thấy bàn tay cô tu nữ Phúc Hạnh này?
ai cũng thấy, mà bên này là thấy ngộ quá nha. Rồi mấy có vấn đề à, quý vị chờ chút ha, không thấy à, chờ chút. Alo, 123, quý vị nghe rõ ha? À, như vậy là đâu phải là bị hoa mắt à, do cái máy à, quý vị thông cảm ha. Rồi, câu Phật ngôn 51 và câu Phật ngôn 52 cùng một duyên sự. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của câu Phật ngôn 51. À, alo. À, bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng ha. À, yathā piruchi rằng búp phần. Yathā piruchi rằng búp phần. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ, yathāpi là một, ruchi rằng là hai, và búp phân là ba. Vậy thì cái chữ yathāpi do hai từ, tức là yathā cộng với api. Yathā api cũng giống như, đây là giống như một cái thành ngữ, cũng giống như. Rồi từ thứ hai, ruchi rằng, yathā cộng api cũng giống như ruchi rằng, do cái từ ruchi ra. Ruchi ra nó là một tính từ trung tính ha. Nhưng mà chữ ruchi ra này được chia theo đổi các số ít ruchi ra vì phát triển của quá trình ra. Cho nên ruchi ra biến thành ruchi rằng. Rú chi răng là xinh đẹp, dễ mến, tươi đẹp. Xinh đẹp, dễ mến. Rú chi răng. Rồi, chữ thứ ba, búp phân. Búp phân do từ búp phá. Búp phá nó là một danh từ trung tính. Akran tăng nó phun sắc là linh gác. Búp phá ở đây được chia theo đối các số ít đúc tỷ giá vì phát thế hệ các quá trình á, cho nên búp phá biến thành búp phân. Búp phân là bông hoa à, cũng giống như bông hoa tươi đẹp à, ý nghĩa câu đầu tiên ha, cũng giống như bông hoa tươi đẹp. Rồi câu số 2, cũng giống như bông hoa tươi đẹp. Rồi câu số 2, quanh ná quanh tầng á gần thá cần. Quanh ná quanh tầng á gần thá cần. Chữ quanh ná quanh tầng, quanh ná quanh tầng do cái từ quanh ná quanh tá, nó là một tính từ trung tính ha. Quanh ná quanh ta được chia theo đổi các số ít đối tỷ giá quy phát thế có quá trình á, cho nên quanh ná quanh ta biến thành quanh ná quanh tăng. Quanh ná quanh tăng là màu sắc sặc sỡ à, màu sắc sặc sỡ. Chữ quanh ná à, nó là một kênh từ nam tính này, ác quanh ta phụng linh gái này, có nghĩa là màu sắc có nghĩa là màu sắc. À, màu sắc sặc sỡ. Rồi
À rồi Aganthakang, chúng ta thấy Ganthaka tức là có mùi hương, mà do cái từ Ganthá là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga, Ganthá là mùi hương, mà Ganthaka là có mùi hương, nhưng mà có chữ á phía trước là không. Cái chữ này á, hồi nãy Huynh Giang Nhật Hà đọc là Ganthá, giao vợ là Ganthá. Chữ Ganthá là mùi hương mà đọc là Ganthá không được nghe. Nó là một danh từ nam tính. Á Ganthá cá, nhưng mà nó được chia theo đối các số ít. Cho nên Ganthá cá nó biến thành Ganthá căn đu tì cha vì phát thi e cao quá trình á. Có chữ á trước có nghĩa là không, không có mùi hương. A gan thác căng không có mùi hương, chị á là không có mùi hương, đúng rồi. Ở đây cái câu số hai là câu thứ hai này, tức là có sắc mà không có hương. Có sắc mà không có hương. Rồi qua câu 3. Evang supa sita vaca. Evang supa sita vaca. Chữ evang đây là một trạng từ, như vậy cũng vậy. Evang như vậy cũng vậy. Rồi, pha su pha si ta, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ su và phía trước có nghĩa là tốt, khéo léo, tốt, khéo, đạt. Rồi, pha si ta do cái động từ pha sạch tí. Động từ này có nghĩa là nói. Rồi, Supasita, đây là một cái dạng quá khứ phân từ nữ tính ha. Nên là có ý nghĩa rằng đã được khéo nói. Supasita đã được khéo nói. Và cái chữ qua cha, chữ qua cha nó là một danh từ nữ tính, akranta ithilinga. Qua cha có nghĩa là lời nói, lời nói. Cũng vậy, lời khéo nói. Cũng vậy, lời khéo nói. Gà gái hay quá hả? Không chịu quan, không chịu nghe cái này, nghe con gà. Không nhận chắc cũng cái số con gà sao mà nghe được tiếng gà hay thiệt. Rồi câu cuối cùng. Apala hồ tí akup bato. Apala hồ tí Apala hồ tí akup bato. Dạ con hết nghe bạch ngài.
Dạ, đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát Ngài ra ngoài rồi. Kim Nhung ra hồi nào bây giờ thấy Kim Nhung chạy vào vậy? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, con thấy Ngài trở lại đạo tràng rồi, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Alo, 123, quý vị nghe rõ ha? Quý vị thấy bị công nghiệp ha? Cả thế giới bị Covid-19. Rồi cái máy này nó cũng bị mắc dịch luôn. Nay quý vị lúc nghe được lúc không? À, đây là cái nạn chung ha. Cái này là mất dịch chứ không phải mất mạng ha. À, quý vị thông cảm. À, Apala là không có kết quả đó, thầy em chỉ câu cuối cùng này hay quá, không có kết quả, nói mà người ta không nghe vậy là không có kết quả ha. À, rồi động từ hô tí là thì trở thành, động từ này là thì trở thành. Rồi, cái từ cuối cùng Akubato á là không. Akubato do cái từ Kubanta. Kubanta là một cái dạng hiện tại phân từ của cái động từ Karoti. À, Kubanta là việc làm, mà cúp bà tô ở đây có nghĩa là trong có số ít, mà cúp bánh tá là số nhiều. À, cúp bà tô được chia theo sở hữu các số ít, à, tức là sát thí vì pháp thí e có quá trình á. À, có chữ á trước có nghĩa là không. À, cúp bà tô tức là của người không làm, của người không thực hành. Của người không làm, của người không thực hành. À, của người không làm, của người không thực hành. Vậy thì câu cuối cùng này ý nghĩa làm sao? Của người không thực hành thì không có kết quả. Của người không thực hành thì không có kết quả. À, câu cuối cùng ha. Của người không thực hành thì không có kết quả. Vậy thì câu Phật ngôn 511 này cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Cũng giống như bông hoa xinh đẹp, có sắc không hương. Tương tự như vậy, lời khéo nói của người không thực hành thì không có kết quả. Alo, cũng giống như bông hoa xinh đẹp, có sắc, không hương. Tương tự như vậy, lời khéo nói của người không thực hành thì không có kết quả. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát. Hoa kia đẹp để giường bao, sắc màu tươi thắm nhưng nào có hương. Ngôn lời dịch gẫm theo chương, không hành chỉ nói là phường bỏ đi. Hoa kia đẹp để giường bao, sắc màu tươi thắm nhưng nào có hương. Ngôn lời dịch đậm gẫm theo chương, không hành chỉ nói là phường bỏ đi. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thơ Ngũ Ngôn ha. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. À, câu Phật ngôn 51 ý nghĩa tự vấn chúng tôi cũng đã trình bày xong. À, câu Phật ngôn 52 và 51 cùng một duyên sự.
Vậy thì khi học đến câu Phật ngôn năm 2, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Chữ nhân này thần kỳ thiệt ha. Thần kỳ, cái thần kỳ mà của chiếc kim á, khi mà đọc cái câu Phật ngôn 51, biết cái chỗ thần kỳ chỗ nào không? Chứng tỏ chiếc kim á, là một người tham nhũng mà yêu nước thì ít. Bởi vì khi mà chiếc kim mà đọc xong cái câu Phật ngôn 51, như vừa giọng kinh vừa giọng kệ, thì người ta tặng trái cây rất là nhiều, nhưng mà chỉ có một ly nước à. Uống gần ly mà ăn quá trời luôn à. Uống một ly chứng tỏ là yêu nước ít nè, nhưng mà ăn nhiều tức chứng tỏ là tham nhũng. Tham nhũng nhiều hơn là yêu nước. Chỉ có một ly à. Cái đó mới là thần kỳ á, đặc biệt á. Rồi ta trở lại vấn đề à. Hay thiệt ha, thật đất ơi, nghe yêu nước, nghe tham nhũng mà là hay thiệt, chán quá đi. Rồi, câu Phật ngôn này chúng ta hiểu như thế nào? Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Từ từ chứ, nghe nói có một ly yêu nước ít ha, mà trái cây nhiều tham nhũng quá à, là đưa tay lên liền à, từ từ đã à. Bây giờ chúng ta thấy rằng nhìn một cái bông hoa xinh đẹp ha, nhưng mà nó đẹp trên cái hình thức mà không có cái hương à, tức là có sắc mà không hương. Thì trường hợp này chúng ta thấy cũng nhiều à, thấy cũng nhiều à, có những cái hình thức mà không có nội dung à, có những hình thức như là quanh tráng, đẹp đẽ, phô trương, biểu diễn, màu mè, nhưng mà sao ở trong chẳng có gì hết. Người ta gọi là thùng rỗng keo to. Khi mà cũng thùng rỗng keo to thì cũng giống như vậy, người họ nói hay, thật là hay, nhưng họ không làm à, họ nói coi như là người làm giám đốc á, giám đốc thì cũng dám xúi luôn, nhưng mà cái miệng ra bô bô vậy á, khi mà đúng vô việc là bỏ chạy à. À, thì coi như mấy cái anh chàng giám đốc dám xúi này á, tức là nói rất là hay nhưng mà làm thì chẳng có chịu làm. Thì cũng vậy, bông hoa nó đẹp về cái màu sắc nhưng mà không có cái hương thơm, không có hương thơm, thì đó là một hình thức mà người ta gọi là thùng rỗng keo to ha. Mà thật sự cái thùng mà nó đặt á, ở bên trong mà nó chứa đầy ấy, thì mình đánh đâu có kéo. Còn mà cái thùng mà ở bên trong nó rỗng á, thì mình quấn nó kéo to lắm à. À, nhất là những cái trống mà trống đại á à, tức là trong càng rỗng bao nhiêu càng to bấy nhiêu ha à. Và những cái người mà coi như không có gì hết á, à, không có gì hết đó, thì cái miệng họ ra bô bô à, là nghe bể làng bể xóm. Nhưng mà khi mà đụng chuyện đó, là họ sẽ chạy trước chúng ta à. Còn những cái người mà họ không nói mà họ làm, cái người nói nhiều và người nói ít à, không nói, thì chúng ta thấy rằng cái người không nói mà làm, cái người đó mới là cái người mà coi như chúng ta khâm phục. Chứ còn mà nếu mà coi như cái miệng ra như vậy, xin lỗi các ngài cù mỏ à, bởi vì sao? Nhịn thì nhục mà không nhịn thì bị đục. Nóng làm gì, la lố làm gì, nó quánh phù mỏ, ráng chịu nè. Cho nên cái vấn đề chúng ta nói và làm đi đôi, nói được làm được, cái đó mới tốt.
có mình nói mà không làm là trong các cái loại vật thực, quý vị biết cái loại gì mà ăn ngon nhất không? À, nào đoàn thực ha, rồi xúc thực, tư niệm thực, thức thực, vân vân. Các cái loại vật thực đó, quý vị biết rằng cái loại vật thực nào ăn ngon nhất? Alo, sao bây giờ? Hỏi Sĩ Kim đi. Sĩ Kim hồi nãy thấy trái cây nhiều quá, như vậy thì những cái loại vật thực là như vậy, ăn cái gì ngon nhất? À, trong các loại vật thực, ăn cái gì ngon nhất? Rồi, không lẽ trái cây người ta đem tới người ta tặng cho mình để anh chịu ăn hay sao mà ngồi im ru vậy hả? À, rồi vậy là thầy cũng biết hả, cái mà ăn ngon nhất á mà người ta hay nói là tham nhũng á, chứ không phải là yêu nước. Ăn nhiều thì ăn là tham nhũng, mà uống là yêu nước. Vậy thì trong cái tham nhũng này, cái ăn nào ngon nhất? Chạy mất tiêu rồi. Tiền không phải, ăn đòn. Ăn đòn. Ăn đòn. Tại sao thùng rỗng kêu to thì dễ bị ăn đòn? Chứ người ta có thực tài thì sao bị ăn đòn? À, quý vị biết cái hiện cảnh bây giờ, ngày hôm qua ha, ngày hôm qua 27 Tây ở Việt Nam, 12.920 ca Covid, nghĩa là nó tăng lên. Ngày 26 thì nó ít thua, mà ngày hôm qua là nó tăng lên 1.345 ca, tăng lên 1.345 ca. Tức là ngày hôm qua, ngày 27, tất cả là 12.920 ca mất dịch. Mà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị biết bao nhiêu? 5.383 ca. Tại sao chúng ta quan tâm về những cái vấn đề này? Đây là những vị thiên sứ báo cho chúng ta biết không khí chúng ta cũng còn thiếu, không đủ để mà thở. À, chúng ta thiếu không khí để mà thở. Vậy thì những vị thiên sứ này nhắc nhở cho chúng ta làm cái gì? Hãy chú trọng về nội dung, đừng có để thùng rỗng kêu to. Nói được thì làm được, mà cái vấn đề quan trọng của Đạo Phật là pháp hành, chứ không phải là cái pháp học. Mà pháp hành ở đây tức là chúng ta thấy ở trước mắt ra, để rồi tâm của chúng ta có tu hay không, hay thấy để rồi sợ hãi. À, thì lời khéo nói không làm không kết quả. Thì chúng ta thấy, mà trong cái thấy của chúng ta là thấy tử thần hay là thấy để mà sợ? Khi chúng ta thấy để rồi kết vật duy trì, chúng ta quán lại chính bản thân của mình. Người ta đi trước rồi mình cũng đi theo sau. Trong cuộc sống của chúng ta có ai không chết? Họ chứ chết, mình chỉ sao, hoặc là mình sẽ đi trước họ. À, cái đó là cái vô thường. À, do cái biệt nghiệp, do cái nghiệp của mỗi người. Vậy thì đi trước đi sau, có nghĩa là làm và không làm. Chúng ta ý thức đúng lúc đúng thời, đúng lúc đúng thời, để rồi hồi nào tâm của chúng ta cũng được hiện tại là chú đi tha thầm mã su ca quỳ ha ra năng. Cái đó là cái quan trọng, chứ không phải là thấy người ta chết là mình sợ, rồi thấy người ta sống là mình vui. Thấy một cái đám cưới là mình vui, mà thấy một đám ma mình khóc không được, cười và khóc. Khi chúng ta nhìn vào thực tại, đây là những vị thiên sứ cảnh tỉnh cho mình. Mình sống được bao lâu? Mình thở được bao lâu?
hít vô thở ra hết một ngày, mà thở ra không hít vô hết một đời. Bây giờ muốn gì? Rồi khi nãy đưa tay thì có ý kiến đi, mời sĩ Kim. Thấy trái cây nhiều quá lo ăn hả? Rồi có một ly nước uống không đủ ha. Rồi xin mời. Hello, con xin kính chào sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ cùng quý vị Phật tử. Chèn ghét ơi, con sợ sư luôn đó, sư nói làm sao cũng không ai nói lợi sư trơn. Bữa hổm sư có con nhớ hồi năm ngoái năm kia, sư đố một câu hỏi cái con trả lời con ép. Con nói con cóc chứ, sư không chịu. Hồi sư nói người ta đón một lum mới không sai. Cái sư nói không phải con cóc mà là con ép. Trời đất ơi. Con cóc với con ếch nó cũng nhảy lưng tưng giống vậy thôi. Trời ơi, ăn gì ăn tiền mới ngon chứ, sư có tiền mua tiên cũng được. Ăn đòn, ai mà ăn đòn mà ngon đâu. No đòn là chết nhắc luôn đó. Trời ơi, con sợ đòn, nhỏ con sợ đòn lắm. Con nghe ba con mà déo lên cái kêu tên con, mà con nghe cái giọng ổng không có em dịu, giọng giận dữ hả. Gầm giường đi văn chỗ nào con muốn tui xuống con trốn nằm im thích đó. Con là ớn đờn, con là sợ đòn dữ lắm. Trời ơi, ăn tiền mà vui, ai cũng thích ăn tiền hết trơn, không ai thích ăn đòn hết. Nhưng mà nói túm lại, sư kêu con lên nói cái này. Cái câu này rất là hay. Nó hay từ ở trong cái Phật Pháp mà nó hay luôn tại đời lận. Thì Đức Phật nói những người đó mà có nói mà không làm. Thì trong con nhớ trong Kinh Pháp Cú có một ông sư, ổng giảng pháp hay vô cùng nhưng mà ổng không làm đúng không vậy. Thì Đức Phật nói ông này ổng hay không, không có làm đúng. Còn có một vị sư không có biết nhiều pháp, vị sư đó chỉ biết cái thuộc một câu thôi, hiểu một câu đó, đọc một câu đó, hành như đúng. Thì mỗi lần cái vị sư đó mà đọc lên á thì chư thiên cũng vỗ tay hoan hỷ luôn nữa. Tại vì ổng hiểu thâm sâu vào cái câu đó, vị sư này hiểu thâm sâu vào câu đó và vị sư này hành giống như vậy. Thành ra con nhớ không nhớ cái tên vị sư này tên gì, mà cũng nhớ cái câu pháp cú số mấy nữa, nhưng mà con nhớ giống vậy. Còn trong cái câu này á, có sắc nhưng không có hương. Thì ngoài cũng như là mình đi học pháp, nói pháp hay lắm, nhưng mà mình không sửa cái tâm, không sửa con người của mình, lại không có sửa lại cái đường hướng tu tập mình, thì nó cũng vậy thôi. Giống như người ta hay nói á, mình họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ gì đó, rồi qua bên Mỹ đổi lại lấy chồng đổi tên họ Robert, họ Tô Mì, họ Diệm Lâm á. Nhưng nếu mình không có sửa cải, sửa đổi con người mình lại được á, thì mình cũng vẫn là họ Vũ tên Như Cẩn thôi. Họ Vũ tên Như Cẩn, Vũ Như Cẩn là vẫn như cũ đó. Thì đó là một cái chuyện đó vậy thôi. Nhưng mà cái trong cái câu này, cái Đức Phật nhấn mạnh với cái chữ nhân rất là thê thảm á. Chữ nhân nó phá bỏ hết những cái mà trước. Chẳng hạn như có một mình mà đi vợ gia đình thì mình bị thất nghiệp, cha mẹ đau yếu, hay vợ con trong nhà đau bệnh, rồi nhà cửa lụt lội nữa, không có trái rồi bị bệnh lắm hết, không còn tiền bạc, không còn gì trơn. Cái chạy lại cái thằng bạn nói khổ của mình lúc trước mình cũng giúp nó nhiều lắm. Chạy lại hỏi nó coi kiếm tiền gì không. Thì nó nói, trời ơi, tôi nghe anh chị nói vậy tôi cũng đứt lòng đau ruột lắm. Tôi có mấy chục ngàn tôi vừa để dành xong đó. Nghe nó mừng quá, người nó mừng. Nhưng cái chữ nhân nó khốn nạn vô cùng. Nhưng tôi vừa mới cho cái người ta mượn hết trơn ha, tôi vừa mới làm cái gì hết trơn, người không còn cách nào. Cái chữ nhân nó ghê gớm lắm. Nó phá bỏ hết trơn những chuyện sao à. Con thích nhất cái chữ nhân này á, mà con cũng ghét nhất chữ nhân này. Giống như là cái ông kia, ổng đi làm mối cho cái ông con trai nhà giàu kia. Lợi nói với nhà gái chứ, anh này lớn tuổi rồi nhưng mà không chưa có vợ, nhưng mà nhà cửa của anh ta nghe giàu, có cha mẹ thương anh ta lắm, mà con một nữa. Nhưng nghe cái chữ nhân nữa, hỏi nhân cái bà có con gái hỏi, nhưng sao vậy, ông này giàu có như vậy mà đủ thứ trơn, sao chưa có vợ vậy, còn phải đi hỏi mai vậy.
Trời ơi, bà nghe tôi nói nè, nhưng ổng đẻ ra, ổng lùng sủng nhỏ xíu hà, rồi ổng bị cà thọt, đi cà nhắc, rồi con mắt chỉ có một con hà, lỗ tai có một tay rưỡi hà, đại khái vậy đó. Bà nghe có con gái nghe theo phát ớn, cũng như những người mà đẹp đẽ đó mà người ta không có đức hạnh đó, thì người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp. Nhưng mà cũng có câu người ta nói cái đẹp thì nó đẹp đẹp cái nết. Thì con thấy cái chữ nhân trong đây nó hoàn trái dữ lắm đấy sư. Thì nhưng có sắc nhưng không hương, nhưng nói hay thiệt là hay đó, không có làm gì hết trơn á. Thì cũng vậy thôi à, dũ như cẳng là vẫn như cũ đó mà. Rồi cô The Man 45 nghe con nói cổ chán quá, cổ xin phép rời run rồi gây sơn. Cái câu này dạy cho người đời rất nhiều. Ở ngoài đời cũng vậy. Tưởng giếng sâu tôi thắt sợi dây dài, ai đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây đó. Tưởng nhân tưởng gì đó bỏ vô không có gì hết trơn hết. Trời ơi, nên cái giếng nó cặn queo đâu có nước gì nó đâu. Thả một đống dây dài nhưng cho dởm chơi, nhưng trời ơi cái giếng cạn đâu có nước gì đâu. Con thấy chữ nhân này Đức Phật nhắn vô đó rất nhiều, hai câu liên tiếp luôn. Rồi nhân nó cái có nghĩa là thay vì ngài nói nô, ông kề nói là ná a hay gì cũng có, ngài nói chữ nhân vô đó thầy thấy phiền dễ sợ luôn. Cái chữ nhân này nó phá bỏ, nó đập bỏ đi những cái gì có trước rồi. Tốt thì cái chữ nhân vô một cái nữa thành xấu hết trơn rồi. Nó đâu cần phải nói nô không gì đâu. Con nghĩ là như vậy. Thì cái câu này á cho con một bài học, cho con một sự hiểu biết là mình cho dù mình nói ít ha, mình hiểu ít, nhưng cái câu của mình, cái sự hiểu biết, sự làm của mình nó đầy đủ, nó chắc ăn hơn. Chứ đừng có nói nhiều quá rồi không có làm được kết quả gì, không có làm gì tốt hết thì nó cũng không có kết quả gì hết. Thì nó cốc khỉ quần cốc khỉ, hay là họ vũ tinh như cẳng là vẫn như cũ. Nhẹ con hết rồi sư, nhiều đó nói hết trường người khác, để sư nói lên cầm máy bà nhiều chuyện, bà mỏi nhọn nói hết, không cho ai nói hết. Thôi con cảm ơn sư đi, con cảm ơn quý vị không có chọi đá, chọi gì con hết trơn á. Vậy cũng vui đó. Chú Khá nghe rằng nó cười kìa. Ôi lâu quá, chú Khá còn đủ 6 con chó không? Nó khỏe mạnh không? Chắc nó lớn dữ lắm ha, nó ăn dễ sợ lắm á. Dạ thôi con xin cảm ơn quý vị và chúc quý xin cảm ơn các sư, các cô tu nữ và quý vị. Chúc quý vị có một ngày được yên vui ha. Dạ con xin trả máy lại ạ. Alo, 7 con chó mà nó có 6 à. Vậy mà cũng bớt một con nè. Tới tất cả 7 con chó luôn mà nó có 6 con, nó cũng chặt luôn. Ở đây, tại Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dùng chữ nhân. Thật sự ra trong câu có chữ nhân đâu. Quanh nó quanh căng, gần thác căng. Đâu có chữ nhân trong này. Có sắc chẳng mùi thơm, có sắc chẳng mùi thơm. Ngài Pháp Minh Ngài dịch như vậy ha, có sắc chẳng mùi thơm, nhưng mà Ngài Minh Châu là dịch có sắc nhưng không hương. Chữ á là không chứ đâu phải là về chữ nhân đâu. Nhưng mà trong đạo tràng này, cái người mà lặp lại chữ nhân nhiều nhất, quý vị biết đó là ai? Một cái bánh mà ở bên trong có gì hết thì cái bánh nó ngon hay là dở? Cái bánh nó ngon là nhờ có cái nhân ở bên trong. Mà cái chữ nhân ở trong đạo tràng này, người lặp đi lặp lại nhiều lần nhất là ai? Quý vị còn nhớ không? Rồi, tự mình ngộ lấy không thầy chỉ dạy đi. Alo, người hay lặp lại chữ nhân trong đạo tràng này là người nào? Chữ nhân này để phân biệt cái vấn đề, cái thể và cái dụng, cái hình sắc bên ngoài và cái nội dung bên trong. Thì cái chữ nhân này
chỉ có một người giải thích được thôi. Xin mời Sít Nhật Quỳnh. Alo, mất cỡ không chịu đưa tay, bây giờ gọi thẳng luôn. Mời Sít Nhật Quỳnh, chữ nhân nói như thế nào mà lặp đi lặp lại hoài, rồi Sít Kim cũng nói nữa, chán thiệt. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài Trị Đức, đại đức Pháp Trang cùng chư tăng đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh cảm ơn chị Mít Ta, Thích Thiền Vũ Hoàng Thành, Thích Kim Nhung và Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bạch ngài không trốn, ngài cũng không cho trốn nữa. Con thì hay hỏi ngài, tại vì mà con nghe ngài mà khen ai rồi đó, và chị Meta nè, Kim Nhung, Hồng Mai và đạo tràng Nhật Quỳnh nói có đúng không? Ngài mà khen á nha, trời ơi Nhật Quỳnh đọc hay ghê luôn á nha. Nhưng sai một chỗ à, thành ra cái chữ nhưng này đối với ngài rất là quan trọng. Mà con hay mà con nghe ngài khen cái con đánh lên liền. Dạ có nhưng không ngài? Tại vì con rất là sợ. À, nhà chị khen cái lúc đầu đừng có nở lỗ mũi, coi chừng nó xì. Đạo tràng có đồng ý Nhật Quỳnh không? Giang Nhật Hà có đồng ý Nhật Quỳnh không? Alo, Giang Nhật Hà, hồi nãy đó nghe không? Nhật Quỳnh nói rồi, à, tai ngài thì rất là tinh vi, ai đọc gì đó đọc đi, ai nói gì đó nói đi, ngài ghi nhận để đó rồi, xong rồi rồi. Nhưng Giang Nhật Hà sai chữ này, phải không? Nên là Nhật Quỳnh ngại cái nhớ hoài. Một, Nhật Quỳnh có hai cái bệnh. Một là hay hỏi ngài có nhưng không. Cái hai là hai nói là cháu từ từ nó sẽ như. Nên là cái câu này Nhật Quỳnh nhớ trong cuộc đời mà làm Phật tử, làm MC, Nhật Quỳnh nhớ nhất là ba câu này để hiểu mình. Một là chữ nhân, hai là từ từ cháu nó như, và ba là cái gì quên rồi, mới nói quên mất tiêu rồi. Dạ, còn câu thứ ba nữa là Nhật Quỳnh tâm niệm trong đầu để chi, để à đúng rồi. Cái thứ ba nữa là Nhật Quỳnh mà nghe ai khen rồi thì Nhật Quỳnh để trong đầu coi chừng 3 phút sau hoặc là 1-2 tiếng sau là bị chửi. Không biết cái nghiệp của đời trước Nhật Quỳnh đã tạo cái gì quý vị. Nên đừng ai khen Nhật Quỳnh thì Nhật Quỳnh đỡ khổ, mà có một vị nào khen Nhật Quỳnh là rồi thế nào cũng bị. Bởi hồi Nhật Quỳnh nhớ nhất trước đó, hồi Nhật Quỳnh mới vô đạo tràng thôi, cái Nhật Quỳnh nghe ngài khen một cái vị đó thỉnh pháp sư rất là hay, một cái giọng kệ như người Ấn Độ vậy đó, hay lắm quý vị. Dạ, Nhật Quỳnh từ ngày đó tới giờ hơn 10 năm nay chỉ Nhật Quỳnh chưa thấy có ai có một cái giọng giống như cái vị đó hết. Thì ngài khen trời ơi hay quá này kia. Rồi mấy phút sau thôi, không có lâu, mấy phút sau thôi là có người cầm mic lên nhủa một trận. Người đọc kinh dị, kể kinh dị mà hay chỗ nào này kia nọ sùm hết. Cái Nhật Quỳnh sợ quá, thấy người ta làm ở đây Nhật Quỳnh sợ trước rồi quý vị. Nhật Quỳnh nhắn với ngài, dạ con làm gì sai thì ngài dạy cho con, mà con có làm đúng thì đừng khen đừng con, để con sẽ bị như cái cô đó vậy đó. Mà y chang luôn như vậy, y chang luôn, sợ rồi cũng y chang luôn. Nên là đó là một cái kinh nghiệm của trong cái đời làm Phật tử MC của Nhật Quỳnh. Nhưng mà không sao, đó cũng lại Nhật Quỳnh nghĩ rằng do cái nghiệp đời trước mình đã tạo cái điều gì đó, nên bây giờ mình phải tránh thôi. Nên là an vui. Chứ mới đầu Nhật Quỳnh rất là buồn quý vị biết không? Buồn lắm. Nhật Quỳnh nói là con không làm MC nữa đâu bạch ngài, con khổ quá. Dạ con khổ quá, con không làm nữa. Cái ngài hỏi vậy chứ cô làm MC cô lại gì, cô làm gì, cô ra đây cô làm gì, cô có danh không, cô có lợi không?
mà người ta nói cô vì danh vì đợi thì cô để bỏ, bỏ làm MC, cô bỏ làm thì cô thiệt hay là người ta thiệt? Rồi lúc đó bắt đầu tỉnh không mắt ra Kim Nhung, đứng lên làm tiếp. Và sau đó chịu những cái trận đó y giống như mình chịu trận mưa vậy đó, nên rồi không sao, nên giờ còn tồn tại hơn 10 năm rồi quý vị. Dạ, hơn 10 năm rồi. Quỳnh nhớ là như Quỳnh vào cái group Phật giáo Nam Truyền này là 29, dạ, đến nay. Nhưng mà không sao, dạ, nhờ, nhờ vậy mà như Quỳnh đứng lên được và học được rất là nhiều, hiểu được rất là nhiều. Nhất là cái hồi bởi vì Kim Dung thấy ngày hôm qua như Quỳnh phân tích, như Quỳnh phân tích đọc những cái bài của thầy kinh, nhưng mà Nhật Quỳnh tự tin thấy mình cũng tốt rồi, tự mình khen mình, tự mình khen mình. Hồi đó Nhật Quỳnh nhìn vô Quảng Liêu thật kỳ sự với quý vị, Nhật Quỳnh nhìn vô như đám rừng luôn, dạ nhìn vô như đám rừng luôn cái chị mới ta. Nhưng mà bây giờ nhìn Quảng Liêu biết tâm thiện tâm bất thiện rồi thọ hỷ thọ xả gì thọ ưu thọ lạc gì, nên là tự mình thấy mình tốt. Dạ rồi con trả lời công nhân của ngài rồi, dạ con thấy cũng hết giờ rồi, con kính dân bích đến ngài, ngài nhận bích giùm con ạ. À, con thành kính đảnh lễ tri ân chi tôn đức và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sa-tu, Sích Nhật Quỳnh, Sích Kim. Câu Phật ngôn 51. Một câu Phật ngôn để cho chúng ta có một cái nhìn. Và cái nhìn này không phải nhìn bên ngoài mà nhìn luôn cả bên trong. Bởi vì coi như có hình thức mới có nội dung, có ngoài mới có trong. Chính vì vậy cho nên cái nhìn của chúng ta phải là nhìn đúng sự thật. Giống như trường hợp khi nãy Sư Kim nói, một vị Tam Tạng Pháp Sư tên là Kapila thuyết pháp rất là hay. Tư kiến của mình nói theo cái vấn đề mà tư lợi, nói để được lợi. Thì như vậy nghĩa là đâu có ai phủ nhận một cái vị Tam Tạng Pháp Sư mà nó bậy đâu, nhưng mà cái vị này là nó bậy. Để rồi cái hậu quả đưa đến là cái gì? Một con cá vàng, cá rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp, cá màu vàng đẹp lắm, nhưng mà khi mà nó há miệng ra nó ngáp một cái thôi là nghe thú rình. Nó ngáp một cái là bà con bỏ cửa chạy lấy người, bởi vì hôi quá đi, chịu không nổi. Do cái vấn đề mà coi như phỉ băng pháp, tức là sự thật mà nói là phi chân, không đúng sự thật, thú quắc ha. Đúng rồi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng bên ngoài đẹp đẽ là đối với thầy thời buổi bây giờ là một cái gu, là một cái mốt, là một cái kiểu để cho người ta dễ thân cận. Mà dễ thân cận để làm gì? Tư lợi cá nhân. Thì bây giờ nghe là trên cái hình thức đó chúng ta thấy không phải là những cái người mà coi như là ăn mặc gọn gàng bảnh bao thì là những cái người mà họ có thể làm những cái chuyện bê bối. Còn ngược lại, ở đây những cái người bình dân, những cái người mộc mạc, những cái người mà hay lúa, thì chúng ta coi thường. Nhưng mà thật sự họ có những cái tâm địa rất là tốt. Thế nên trong mặt mà bắt hình dong, tức là đừng có nhìn cái bề ngoài đó mà chúng ta siêu đoán, mà chúng ta phải coi cái sự thể hiện của họ trong nội tâm qua lời nói, qua cái từ trường của họ,
chứ không phải là coi như chỉ có cái vấn đề thân nghiệp qua thể hiện qua cái thân, khẩu nghiệp thể hiện qua lời nói, mà coi cái tâm của họ nữa. Cho nên có một cái câu nói khẩu Phật tâm xà, hoặc là khẩu xà tâm Phật, thì đây là một câu Phật ngôn để cho chúng ta có một cái sự suy nghĩ. Với câu Phật ngôn 49 thì chúng ta không nên tìm lỗi người ta, nhưng mà thật sự trong câu Phật ngôn 49 đó chúng tôi cũng đã tìm lỗi người khác, nhất là chiếc Hồng Mai ha, chiếc Hồng Mai để bài tam bảo rồi, coi như có những cái vấn đề trong cái giọng kinh, chúng tôi đã hãy tìm lỗi người ta. Câu số 49 50 á, xin lỗi, câu 50 đó, nói mà cũng nói chặt nữa đó. Nếu mà bà con sửa vậy thì rồi chất quất. Thành cái vấn đề tìm lỗi người ta, nhưng mà cái đó nên tìm hay không, bởi vì chúng tôi còn phàm. Nếu mà thắng thì chúng tôi ai muốn làm gì làm, mà chắc là không gặp nhau ở đây. Chính vì còn phàm cho nên mới tìm lỗi người khác, để rằng mình thấy cái sai đó, nhưng mà nếu mà không nhắc nhở thì họ cứ thế mà làm, thì chắc chắn rằng cái rung này còn có hai ly thì sao, hay một ly rưỡi thì quý vị nghĩ thì sao? Thôi hơi đổ giờ rồi, phải tôn trọng chứ. Bây giờ không lẽ là nói được nó hoài như vậy, rồi bà con nghe cũng nhàm. Thôi xin kết thúc ở đây hả. Câu Phật ngôn 52 sẽ nói lên cái duyên sự giữa hai câu Phật ngôn này. Tại sao hình thức và nội dung có đi đôi với nhau không? Có tài, có đức, có sắc, có hương. Thì câu Phật ngôn tiếp chúng ta sẽ hiểu. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thí chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Y đăng vô nhà tì năng hô tu xúc kỳ ta hôn tu nhà tát vô. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Thank you.